Đấy thì là bà con ạ, em là giới thiệu bà con em là Ngự, Trịnh Văn Ngự, gốc ở Hưng Yên này ở Bắc Cạn. Đấy thì em ném mạ của em là hôm mùng 3 âm và hôm nay ngày 28 âm. Đấy thì không gì thay đổi, nó khoảng 23 đến 25 ngày em cấy. Đấy thì ruộng ngay đây là 800 mét vuông đây, thì đấy em cho khó thì em ném nân nót với cả nân gọi là nân đỏ đấy, nó gọi là nân thúc đấy. Đấy thì nó rơi vào khoảng 2,5 cân mà 12 mét vuông. Đấy thì là qua quá trình đấy thì em ngày nào em thăm đồng ấy thì xem phát hiện sâu bệnh, thì em đã phun một lượt cách đây một tuần là phun trừ sâu cuốn lá với cả các con bọ trĩ bọ giếc. Đấy thì hôm nay là lá nó không bị bạc như hôm trước. Thì cái nhược điểm của em là ném mạ hơi thưa, nhưng mà em thích là ném thưa thì nó cho lại cái thứ nhất ánh sáng, thứ hai là nó lại khỏe cây đấy, để cấy tốt. Đấy thì có quá trình như thế. Đấy thì coi vậy là đấy, công việc của em là như thế. Thì ngày nào em cũng thăm đỏ qua một lần, hôm nay hơi mưa tí nhưng vẫn tranh thủ là coi vậy là phải thăm, chứ không thì không thăm thì không biết sâu bệnh như nào. Đấy thì hiện nay cây mạ nó rơi vào khoảng 18-20 cm rồi. Đấy thì em thì trước khi ném mạ ấy, thì em đã cuốc ải cho nó đập nhỏ. Ở đây nó nhỏ thì em dùng cào xong thì em đánh vữa sục lên, xong em mới rắc khoảng 20 kg phân trâu ủ hoai mục đấy. Đấy khoảng 6-7 tháng đấy. Đấy thì là coi như vậy là xong em rắc vào em đánh đều lên, thì là đánh đông đông vữa rồi em ném từ hôm đó. Thì em phải che bốn xung quanh này, chạy tại sao phải che, ở Hưng Yên không che nhưng ở trên Bắc Cạn nhà em ở đây Bắc Cạn Bạch Thông Tân Lập này đấy, xã Vũ Muộn này, nếu thôn Tân Lập đấy thì em phải che vào thì không thì tức là chó ấy, nó cứ quần một đàn vào thì là nó hỏng hết mạ. Từ lúc cấy mà đến lúc để từ lúc gieo mà đến lúc cấy là rất sợ, bởi vì nó cứ quần nát đấy. Hôm nọ nó đã vào nó quần một số của em nhưng bây giờ nó cũng đỡ rồi. Đấy có quá trình thế em chỉ rắc phân khoảng 1,5 cân phân nân nót em hòa tan với cả 1,5 cân nân NVK đấy, thì là bón thúc đấy, thì em mới rắc nữa thì là thì em chưa dùng một tí đạm nguyên nào cả, vì bản thân cái NVK nó có phần trăm đạm ở đó rồi, mấy phần nân mấy cả các chất rồi, em rắc như thế thì cây mạ này nó cũng đang phát triển. Đấy thì bây giờ nó dài khoảng 18-20 cm đấy, nên là như thế thì là em ngày nào em phải thăm đồng, tránh tình trạng sâu bệnh đấy, cho nên ngày nào cũng phải đi thăm đấy mạ nhà em đấy. Hôm nay mưa nhưng mà mưa như, bây giờ nó cũng vãn nhỏ rồi mới ra thăm đấy. Hôm nọ chưa phun là các cái đầu này là nhiều cái cây, nhiều trên nóc là nhiều cái con đen đen lắm đấy, cái con sâu gai sâu ghiếc. Nhưng hôm nay đấy đấy em thích ném thưa là thứ nhất là có ánh sáng đấy, cấy có thể nó khó một tí nhưng mà ưu điểm là cái rảnh nó cứng đấy, thì nó chống chịu được đấy, em cảm nhận là như thế. Còn bà con trên này thì thích ném mau cấy dễ, em lại thích là hơi thưa một tí đấy. Đấy thì là hy vọng là một mùa màng bội thu đấy. Thì tâm đắc của em là nhà thì bán hàng tạp hóa mới làm cái vườn cây thứ, nhưng mà tâm đắc của em rất thích là cấy một vài bông lúa đấy, nhất để gạo ăn, thứ hai là mình hiểu như thể dục với bà con ạ. Đấy vì em tâm đắc thứ hai nữa là ở Nam Định đầu năm ấy, thứ tổ chức là gọi là hội xuống đồng đấy, thì em nhớ là vua đại hành là coi là tổ chức xuống cho bà con đi cày đấy. Thế thì em cảm nhận là một ông vua như thế mà cũng muốn xây dựng cái nền nông nghiệp để nó bền vững, gọi là an sinh lương thực bà con ạ. Đấy an sinh lương thực đấy thì là em rất tâm đắc. Rất nhiều lễ hội nó cũng lễ hội nào cũng hay của nó, nhưng mà em rất tâm đắc ở cái lễ hội đó Nê Đại Hành đấy. Đấy coi là vua đi cày đấy, thì tổ chức là đi cày năm nào cũng thế, là cứ
ở khu đấy là có một ông là coi như vậy là có tuổi rồi tương đối đấy, mà khỏe mạnh, mà con cái là êm đềm, gọi như là bề hòe này khác, còn mọi mặt đảm bảo tiêu chuẩn đấy, thì là đóng vai vua đại hành đi cày đấy. Em rất tâm đắc như thế, mặc dù là em cấy vụ lúa ở Bắc Cạn trên này là vụ đầu tiên của em đấy, đấy còn ở Hưng Yên thì em chưa cấy rồi, nhưng mà em rất là tâm đắc vào cái món cấy cày như thế, để nó gọi là góp vào phần nhỏ về an sinh lương thực bà con đấy. Em đấy, xin chào bà con nhé, đấy xin mong bà con chia sẻ đóng góp, em có gì khiếm khuyết thì bổ khuyết cho em, để giúp cho em được ngày càng là coi như vậy là hoàn thiện hơn đấy, có gì là sơ suất mong bà con có về chỉ bảo em đấy, bởi vì là nhiều gái em cũng mới bỡ ngỡ ở đấy. Đấy, em không róc một tí đạm nào cả, em chỉ róc bón hai loại lân như thế đấy, cái mạo của em đấy. Đấy bà con ạ, em ném không ném mau lắm, em ném nó hơi thưa, em hy vọng là lá nó to mà nó dày như thế nó ít sâu bệnh, còn một mặt vẫn phải phun đấy. Thì chiều hôm qua em tưới một nâng xô nước coi như vậy là cũng phân hoa mục là em xử lý rồi đấy, em xử lý là xử lý nước vôi trong vào 1/3 nước vôi trong vào đấy để cho nó chống nấm, thì là em tưới trưa hôm qua đấy bà con ạ. Công việc thì ngày nào em ra em thăm mạ đấy, công việc là như thế đấy, em xin chào bà con nhé.